Ở đây được xem như một công xưởng thu nhỏ để điều chế máu. Tất cả quy trình đều được xử lý nghiêm ngặt và khẩn trương, vì máu phải được xử lý trong vòng 24 giờ kể từ khi hiến. Còn đây là khu vực đầu vào tiếp nhận. Máu từ người hiến được dán mã số và nhập vào hệ thống. Sau đó thì phân loại và được đưa đến các máy ép và máy quay ly tâm để điều chế. Khi cái túi máu đều có được dán một cái barcode, cho nên khi mà chúng ta quét barcode vào cái máy thì nó phần mềm nó sẽ cho chúng ta thấy cái kết quả sàng lọc máu của cái ca này. Nếu mà kết quả đều là âm tính, tức là không có nguy cơ nhiễm bệnh, thì hệ thống sẽ cho phép chúng ta in nhãn và chúng ta dán tem túi máu, thì đó là một cái túi máu an toàn, chúng ta có thể cấp phát được cho bệnh nhân. Túi máu và các chế phẩm sau khi được thẩm định sẽ được đưa vào kho lạnh bảo quản. Hệ thống sensor nhiệt độ tự động giúp cho việc bảo quản máu trở nên chính xác. Quy trình nghiêm ngặt tại ngân hàng máu này đã chính thức đạt tiêu chuẩn GMP. Mục đích là để các cái chế phẩm đầu tiên hết là cái người bệnh hưởng lợi đã. Người bệnh là người đầu tiên được hưởng lợi. Tức là cái chế phẩm sẽ được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Các bác sĩ chỉ định sử dụng cũng rất là an tâm hơn. Coi như tác dụng phụ của trong vấn đề truyền máu nó sẽ mức độ thấp hơn. Từ nhiễm trùng cũng như là những bệnh lây nhiễm. Từ việc ngân hàng máu đạt chuẩn quốc tế này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bước đà để xây dựng ngân hàng máu với công suất 1 triệu đơn vị đạt chuẩn GMP châu Âu. Điều này sẽ giúp cho việc dự trữ máu tốt hơn và không thiếu hụt để điều trị cho người bệnh.